Thánh Ignacio thành Antioquia, giám mục tử đạo. Người ta nghĩ rằng Thánh Ignacio thành Antioquia chính là đứa trẻ mà Chúa Giêsu đã ôm vào lòng và đặt giữa các tông đồ để làm gương mẫu về lòng trong trắng và đức khiêm tốn Kitô giáo. Vài tác giả còn quả quyết rằng Ngài là đứa trẻ đưa 5 chiếc bánh và 2 con cá cho Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi 5.000 người ăn. Điều chắc chắn là Ngài đã được đặt làm giám mục thứ nhì kế vị Thánh Phêrô tại Antioquia khoảng năm 68 sau khi Thánh giám mục Evoda qua đời. Suốt 40 năm cai quản giáo phận, kể cả những năm bị bách hại dưới triều Domitiano, Ngài đã tỏ ra là một giám mục gương mẫu về mọi nhân đức. 15 năm bình lặng sau cái chết của bạo vương Domitiano qua đi, cơn bách hại lại nhen nhúm ở vài tỉnh dưới thời Trajano. Vị hoàng đế cuồng tín này cho rằng mình đạt được nhiều chiến thắng là nhờ các thần minh. Ông coi việc bách hại các tín hữu Chúa là một nghĩa cử để tỏ lòng biết ơn các thần minh. Tháng Giêng năm 107, ông tới Antioquia. Được biết tại đây có giám mục Ignacio đã không vâng lệnh thờ cúng tượng thần, lại còn ngăn cản người khác. Ông truyền điệu Ngài tới để xét hỏi. Sau khi đe dọa và dụ dỗ đủ cách mà vô hiệu, ông kết án vị giám mục thánh thiện này phải điều về Roma cho thú vật sâu xé. Cuộc hành trình về Roma mang sắc thái một cuộc khải hoàn. Mỗi khi con tàu dừng bến nào, dân chúng đều tuôn đến chào kính vị tử đạo. Nhân dịp này, Thánh Ignacio có dịp tiếp xúc với nhiều giáo đoàn và đã viết 7 bức thư cho các giáo hội. Tuy vậy, chuyến đi không dễ chịu gì. Bọn lính áp giải đã cố tình hành hạ thánh nhân để mong được các tín hữu ngưỡng mộ Ngài đút lót tiền bạc. Thánh nhân viết với lòng khiêm tốn: trên đất liền hay ngoài biển khơi, ngày đêm tôi phải chiến đấu với các súc vật, bị xiềng vào 10 con sư tử. Tôi muốn nói là những người lính canh giữ tôi, người ta càng cho tiền, họ càng hung dữ. Những người đối xử tàn tệ của họ là trường đào luyện tôi mọi ngày, nhưng không phải vì vậy mà tôi được đến công chính đâu. Ở Mina, Thánh Ignacio gặp Thánh Policarpo, vì giám mục thánh thiện này cũng là môn đệ của Thánh Gioan như Thánh Ignacio. Thánh Policarpo đã hung xiềng xích của người bạn lừng danh. Tại đây, Thánh Ignacio có dịp gặp đại diện của nhiều giáo hội tới thăm. Biết rằng ở Aquila Delphia có sự chia rẽ trong hàng giáo sĩ, Ngài đã viết thư khuyên nhủ họ: hãy tránh xa những phân rẽ và các giáo thuyết nguy hiểm. Hãy theo mục tử các bạn khắp nơi như đòn chiên. Tôi vui sướng hết mực những góp phần củng cố đức tin các bạn, nhưng không phải do tôi mà do Chúa Giêsu Kitô, người mang xiềng xích vì danh Chúa. Hơn lúc nào, tôi cảm thấy mình còn quá xa sự trọn lành. Nhưng kinh nguyện của các bạn sẽ làm cho tôi được xứng đáng với Thiên Chúa và với di sản mà lòng nhân từ và đã dọn sẵn cho tôi. Nhưng kinh nguyện của các bạn sẽ làm cho tôi được xứng đáng với Thiên Chúa và với di sản mà lòng nhân từ đã dọn sẵn cho tôi. Các thư của các thánh nhân gửi riêng cho mỗi nơi, Ngài ca tụng tinh thần kỷ luật của tín hữu Magnesiano. Tôi hạnh diện được gặp các bạn nơi cá nhân đức giám mục Damas của các bạn. Tuổi trẻ của Ngài không được nên cớ để các bạn xuồng xả với Ngài. Các bạn cần phải tôn kính chính Thiên Chúa là Cha nơi Ngài.
với văn Giuliano, ngài viết: "Hãy yêu thương nhau, xin cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi cần đức ái và lòng nhân hậu Chúa để được nhận vào hưởng gian nghiệp mà tôi đã sẵn sàng chiếm hữu. Nhưng ngài sợ dân Roma vì nhiệt tâm mà cắt mất triều thiên tử đạo của mình. Nhờ một du khách đi Italia, ngài khẩn khoản: Các bạn không thể trao tặng cho tôi một bằng chứng quý mến nào khác là để cho tôi được tế hiến mình cho Thiên Chúa. Ân huệ tôi van xin các bạn là hãy hát bài ca cảm tạ ơn Chúa mà nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Đức Giám mục Sina bên Tây Phương đã được, để ngài được đưa vào vinh quang. Hãy để cho tôi thành của anh như thú vật, hầu tôi được vui hưởng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Tốt hơn, hãy săn sóc các thú vật này để chúng thành nấm mồ của tôi. Chính lúc này tôi đang trở nên một môn đệ chân chính. Chớ gì những hình khổ độc dữ nhất đổ xuống mình tôi, miễn là tôi được Chúa Giêsu Kitô, được cả thế gian này nào có lợi ích gì cho tôi. Tôi chỉ ước mong được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô." Ngài còn viết thêm: "Ước mơ của tôi là được đóng đinh vào thập giá. Trong tôi chỉ có một dòng nước hằng sống vẫn rì rầm lời kêu gọi: Hãy về với Cha." Thánh nhân còn biết nhiều điều khác nữa, bàn về chân lý đức tin, kỷ luật giáo hội và những sai lầm nguy hại. Ngày 20 tháng 12 năm 107 là ngày cuối cuộc vui, cũng là ngày Thánh Ignacio tế Roma. Sau khi đọc bức thư của nhà vua, quan tổng trắng truyền đem thánh nhân đến thẳng khí trường. Dân chúng đang tụ họp đông đảo. Ngài lặp lại câu nói đã viết trong trường hợp gửi dân Roma: "Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô." Hai con sư tử cầm rống và bổ tới thánh nhân mà cắn xé. Người ta kính cẩn thu nhặt những khúc xương còn lại và đưa về Antiochia dưới thời Heraclio. Xương ngài được đưa về Roma. Trích Theo Vết Chân Người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Tuyến.